Sự sẽ đấy chụp nha bằng tỏ tiết cho mùi nâng TV Education and Science khi nhóm rõ thát hai nít khi nhóm lực dục thiên bọt tỏ mà tiết nì dây em bì bộ phép nì rô lộp hay dự năng thả rô lộp mê kênh chương trạch chương trình bì khư Transverse Wave bài thả rô lộp tỏ tưng hay nâng Longitudinal Waves khư rô lộp bằng đào chẳng à lâu nít khi nhóm lực dục ta vay tơ để hai thả Transverse Waves. Dùng lý bảo viết từ waves in which the medium move at right angles to the direction of the wave. Phải thà, mình nghĩ thà, rồi lô cứ việc đào được nó mạch thà mũi, đào phía lạc được mạch thà mũi cứ việc cái anh chứ mũi tiêu đồng nào này rồi lô. Chúng ta thà, nếu chưa rồi lô bọc sáng, hay dương thơ dương lọt trong sai mặt hàng hay trong sai mặt hàng thì chót dương nên khơi sai dương đào miền lục vô hay vì một cái chuyện lỗ hay lỗ bán đào chẳng tới chúng muốn u thọ thà muốn lúc đây là dương rồi lọt sai cứ sai dương được tròn giống hay sai dương cứ xong lăng đòi phiền ít nịch sai tu chỉ trán đại dương u thọ thà phép ở dịch sai xong lang đầu chúng mình khoai khoai mình chứng chứng pelvin ở trong dương ở tận rồi lọt trong này rồi lốp chứng là pel ở dương ở tận rồi lọt trong sai chứng là pel đây dương chập đam rồi lọt trong sai này cứ dương khơi tha phía là bọc sai cứ thưa cho nó lang lơ cho cầu thưa cho nó lang lơ cho cầu chứng bằng cá ban tư chưa rồi lốp bọc sai hay rồi lốp bọc sai việc đá tam tư đại đi chúng cái là bỏ phía là bỏ sai cứ cái anh chỉ mới tiêu đồng nào này rồi lột chúng nên cái hai tháng rồi lột từ từng hay lẽ nào bỏ rồi lột cứ sản phẩm rồi lột cứ dùng chúng mất đại là phía là làm cũng không kế cho nó nhít cái hai tháng crest và tháng cũng pull rồi lột hay chúng mất đại phía là nơi đọc mà đọc hàng cao cái bằng phát cái là thros phải gì dùng prai thà bát lốc phải xin chấm dùng mà đang prai cho bát thà cho mày đấy phải chỉ bát lốc anh chỉ cùng bùn lốc crest thros hãy chấm ngay rô viên cùng bùn nâng cùng bùn lốc chọc nghĩa đấy chấm ngay đấy cái hai tháng chấm hiên rô lốc hai rồi dẹp bên về lốc đào pi chấm nói cầm pu ní mà đo chấm được cầm pu ní cái hai tháng một khúc này rồi lột chẳng riêng từ mơ simulation nuôi để tiến trên pi fat để trong thọ bàn mặt hàng cam thi simulation chẳng đi cứ chia tầm nang ở sai mà nhân chấm tầm nang ở sai mà nhân chấm hai bữa sinh riêng thôi ở trong đi miền cho nào là lựa cho cáo vì mà cả từ chia rồi lột bọc xài hãy trong một tháng ấy dùng chọn dùng ở nướng fix rồi có trong ở trong này thu và bán rồi có thua trong này cứ ở miền chọn ở vậy và no end trong mà xin chia còn đi vỡ trong thua ở này làm lơ cho cáu hay vì cả chia rồi lột bọc xài những gì chạm vào hoặc nhiên trong chúng start vì hãy nhưng chấp đám ở con vi vơ thế bây giờ vi vơ cứ chúng ta đi cứ lăn lơi cho cầu nhé lăn lơi cho cầu hai lốc đá tam từ đá gì đá phải tránh pin đi mọi đòn này chân lốc phải nướng kia hai thang rồi lốc từ từng nhé trong nam bỏ phía là bọc sái nhé cái chỉ mua những thứ mà mình rồi lốc chúng phía chỉ tu từ lốp mechanic cứ dùng gì hết ta lốp mechanic cứ lốp đá thời cam mặt thàn đập bay tầm nào chúng lốp bọc xe bớt sinh cho mình xài thế cứ bị mình ạ lốp nó mình ạ đào vào để hai lốp cứ về mình nón phía ở bộ mặt thàn thôi chỉ mùi thế cứ lốp đá thế nón dọc tham một bộ tự chỉ mũi và tái phép ất nở đàn chứ u thọ đôi chia
ai thằng trong bọc xài thì chẳng đấy còn ta lăn lên cho cầu thì chẳng với ọt plastic chứ mua nó lột thì vì có phía lại ní ủng hộ được phía lại ní thế vì lăn còn ta lăn lên cho cầu hay vì ọt plastic ta tam lột thì hay vì cái chứ mua tương đương này lột chẳng lột này cái đấy cứ chỉ lột đấy phía lại ọt plastic ta tam lột hay hay lột cứ គឺជាការនាំតាមពលមិនមែននាំភាគរបស់មជ្ឈដ្ឋានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងSimulationនេះយើងអាចជាអាចមានជម្រើសច្រើនដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយើងចង់ឲ្យវាឲ្យវារ៉ាន់ normal ហ្នឹងហើយគឺវាលឿន normal នេះហើយយើងធ្វើឲ្យវាslow ចលនារបស់វាយឺតៗយើងស្រួលមើល ចលនារបស់លោកដំណើររបស់លោកហើយនឹងចលនារបស់ភាគអត្តមួយមួយរបស់ខ្សែអានេះគឺជាអនព្រីស៊ូតរបស់វាគឺអ្វីទៅហៅថាអនព្រីស៊ូតនៃរលកអនព្រីស៊ូតនៃរលកគឺជាបំផ្លាស់ទីនៃភាគអត្តរបស់មជ្ឈដ្ឋានអត្តប្រមាឧទាហរណ៍ដូចនេះណាកាលណាវាឡើងដល់ចំណុចអត្តប្រមាហើយឧទាហរណ៍អានេះ ឧទាហរណ៍ចំណុចនេះចឹងពេលវាឡើងដល់ចំណុចអត្តប្រមាចឹងចម្ងាយវាធៀបជាមួយនឹងទីតាំងរបស់ខ្សែដែលវានៅលាតសន្ធឹងដែលយើងមិនតន់ឲ្យវាមានលំយោគឺអឺបំផ្លាស់ទីឬក៏កម្ពស់នឹងគេហៅថាអឺ អំព្លីទ្យូតរបស់វាអំព្លីទ្យូតមានថាវាក្នុងនេះយើងអាចនិយាយថាវាជាកម្ពស់នៃរលកអំព្លីទ្យូតអញ្ចឹងបើយើងមើលអំព្លីទ្យូតនេះទាបតូចគឺអំព្លីទ្យូតវាតូចគឺបំផ្លាស់ទីនៃភាគលិតគឺវាទាបបើសិនជាយើងបកើនបកើនអំព្លីទ្យូតរបស់វាឲ្យកាន់តែធំណាអេអំព្លីទ្យូតវា បំផ្លាស់ទីនៃភាគលិតគឺវាឡើងកាន់តែខ្ពស់ចឹងអានេះគេហៅថាអំព្លីទ្យូតមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង frequency តើអ្វីជា frequency frequency ជាទូទៅនិយមន័យរបស់វាគឺជាចំនួនរំយោលឬក៏ចំនួនរំយោលក្នុងរយៈពេល មួយ វិនាទី មានថា peta frequency ឬក៏ខ្មែរយើងហៅថា frequency ពី only frequency ខ្មែរយើងហៅតាមប្រាំងហៅថា frequency ហើយវាមានខ្នាតរបស់វាគឺជា hertz ណាមានខ្លប់លឿនវិទ្យុប្រមាណ kilohertz megahertz គឺជាខ្នាតរបស់ frequency ឬក៏ frequency នៃរលកអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ frequency ឬក៏ frequency គឺចំនួន លំយោលក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទីចឹងន័យថាក្នុងមួយវិនាទីបើវាធ្វើបានប្រមាណគឺជា frequency របស់វាចឹងឧទាហរណ៍មួយអ្វីដែលហៅថាលំយោលក្នុងមួយខួបលំយោលក្នុងមួយខួបគឺឧទាហរណ៍ថាចំណុចនេះវាធ្វើចលនានៅពេលដែលកង់នឹងវិលគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគិតថាវាចាប់ដើមចេញពីកន្លែងនេះ តោះមកវាធ្វើចលនាម្ដងកន្លែងនេះវិញគេហៅថាវាពេលមួយខួបអញ្ចឹងបើវាធ្វើបាន2ដងពីរខួបបីដងបីខួបបួនដងបួនខួបអញ្ចឹងបើវាធ្វើបានក្នុងច្រើនដងមានថាចំនួនខួបវាច្រើនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដែលហៅថា frequency ឬក៏ frequency គឺចំនួនដែលវាធ្វើមកជុំនឹងម្ដងកន្លែងនេះវិញគឺចំនួនប្រមាណដងក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី គេហៅថា frequency អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយកន្លែងនេះយើងអាចសេតថែមមកវាយើងអាចកំណត់ពេលនៃរង្វិលអញ្ចឹងយើងចាប់រាប់នៅពេលដែលចំណុចនេះមកដល់ទីតាំងនេះមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះយើងចាប់រាប់ពី 0 ទៅខ្ញុំនឹងចុចថែមពេលវាដើរពី 3 អញ្ចឹងចាប់ដើមដើរ1
phí vậy muốn rắm muối rắm phí rắm vậy rắm muốn đó lấy những chọc thật đó chẳng đó dự trái nhưng đọc như trái nhưng phụ môi cho đọc cứ chứ chúng luôn khu dương rộng mấy đọc khu hay trái nhưng chúng luôn là dạp là dương quá cứ phụ môi cho học sắp phụ môi đọc trái ai phụ môi cho học phụ môi viên tí như thế môi cho pram hurt nghĩ như thế mũi cho pram hơn chẳng nếu khi chỉ frequency vậy chẳng dùng vô chúng luôn khúc trái chúng mới nhận dạ bé dùng khơi chúng luôn khúc không mùi vị này tỷ chẳng chúng luôn khúc không chúng luôn làm dấu không rồi còn chúng luôn khúc không dạ bé vị tí nhưng trái tức khơi mũi cho pram mê tha không một vị tí vì thôi ban mà khúc là chẳng cái hạ thà frequency của việc cứ mũi cho hạ sắp hơn cái chữ frequency của việc chẳng bấm lát tí một phía lát bên này vì là đó chẳng mai là tệ bà má cứ cái hạ thà amplitude của việc bấm lát tí thêm cho mùi tí tăng một lần đi xài này cái chữ tí tăng một lần của việc cứ cái hạ thà frequency hay chẳng ngay nó viếng chúng ngay viên công phu nâng công phu đồ lộ này cứ cái hai tháng chúng hiên đồ lộ hai dạy bên đà lộ đà bì nhìn mà đọc lại ní dừng dễ hai tháng vị trí khu cái này tha bên đồ lộ này đà mà đọc cho nó ní trai mình ngạc cho nó ní vì vô ba mùi chung bên vô ba mùi chung cứ cho nó ní mà đọc lại ní đà chân dạy bên mùi khu chúng hai lẽ nào này là lo cứ về đôi đôi khi nhé dùng đây về đôi khi nhé còn là kho thà vay chia được lột tấn tột tấn là vay từ chia được lột bắt đầu hay nhờ không đi về miền chúng mới chỉ sáng này dùng chọn rớt người tha cái này dùng frequency về căn thống về lúc về làm mệt thế cái này dùng frequency căn thống về lúc lùm dấu rồi còn lùm vờ là như rồi còn lùm dấu cứ việc can thế việc can thế dấu lượn hay lốp cứ việc đau như là bùi lượn hay tham một quân này lốp cứ việc thọc tham một quân này lốp cứ việc sao mà chuyên mùi nâng frequency rồi còn phê còn chẳng bỏ frequency việc can thông rồi lốp việc đau lượn là bùi bùi lượn hay tham một quân là việc làm tới cứ thông này hay amplitude cứ chỉ còn bùa hả vậy tập máu dưỡng a cầm nó thông chung mùi nâng dưỡng a và xin chị ở miền trống ta lẹ cái nạn đi lâu cho mày mình chọc đá này và trống đi thủ trong thì thu với ai dồ nó chia lệch nạn rồi lốm nó bây giờ trong với ai miền tròn là này anh ấy đã xa tệ rồi lốm với đa máu thế ông thì xuyên bảo viết cứ thống hay mà đó cứ tốt để xa tệ vì miền mà giá thì hai tháng đám phình những cái miền tha có cách cả bạn bóng tham một cuộc bảo viết chẳng bởi dương ở miền đám phình ở miền dumping cứ tham vào cua vì cứ ở miền cạn bạt bòn vậy cứ amplitude bao việc cứ ở miền cạn bạt rù lấy và xin chị dumping nhé giờ bắt tham cua là ta thống ta mau bị đào cứ bị off tham vào cua vì ở tham pool ấy, nếu có lo tham pool là việc thống thay là lột đà máu, tập máu bị ở tham pool là sao thế?
tham phiền tại sao tại cả bắt bóng tham phố đó phía bộ cắt nên liệt nạ cho bộ ọt mình trong xa ọt mình trong xa hay bậc nhóm đã viết từ nô tham phiền như thế ta nặng nặng như thế ta ọt miên cả bắt bóng tham phố đấy ọt miên phía bộ cắt thế cứ đưa lô vệ đào chứ chân tì cầm phố này chẳng chẳng mà tì cầm phố này mà phố này cứ chìa trong ngày phần nâng cứ chìa chìm hiệu lô hà dịa bèl vệ đào phía này mà đó này cứ mùi khổ những ai thư lấy chỗ này bán những ai đau dương còn là chỗ từ có lại simulation này chung bán thư video bà hàn ta ta dương thơ tờ simulation này dạng mệt những ai thư bán chúng bọn con ai chú ý share video này tất cả nè đồ tay xanh tiếp nè đã chọn đăng chọn xoay dù bì bì biếc đã vậy đã hai thảo lộp bố biết đấy bố đảm bây xoay dù bì rửa lộp electromagnetic cứ dừng trâu dù bì rửa lộp mechanic sân bố lạc nạ biết sử dụng kìa cực lạc nạ cực viết đôi kìa chẳng dừng chụp nè chú mùi video cao tiếp tổng mùi nâng rửa lộp.